Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thi tiếng hát thanh niên xung phong hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi trở lại miền ký ức của 66 năm về trước tại địa danh ngã ba Đồng Lộc thuộc huyện Cát Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để cùng nhau tưởng nhớ lại sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong. Hôm ấy là ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4 tiểu đội thanh niên xung phong nhận được nhiệm vụ phải san lấp hố bom thông đường cho đoàn xe chở vũ khí chi viện cho miền Nam. Sau khi nhận được nhiệm vụ của đồng chí A Trưởng Võ Thị Tần, tất cả cùng đồng thanh: các chị hăng hái hăng say làm việc, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn nói cười rôm rả. Rồi chị Tần hô lớn: các đồng chí, chúng ta nghỉ giải lao 10 phút nhé. Bỗng bầu trời như bị xé toang ra bởi tiếng máy bay phản lực của Mỹ càn quét, tiếng súng cao xạ rền vang. Các chị chỉ kịp nhảy xuống những căn hầm đang làm dở chiều qua. Rồi một chùm bom, lại một chùm bom, một quả bom đen chùi chùi chút xuống nơi các chị đang trú ẩn. Tất cả đất đá bùng lên vùi lấp các chị. Lúc đó là 16 giờ 40 phút ngày 24 tháng 7 năm 1968. Trên đài quan sát, tiểu đội thanh niên xung phong đội xe nhìn thấy tất cả các anh lao xuống đào bới tìm kiếm, gào thét đồng đội để mong tìm được các chị, cứu các chị. Rồi từng người đã được tìm thấy, nhưng tất cả thi thể còn ấm mà hơi thở đã không còn. Suốt 2 ngày đào bới tìm kiếm mà vẫn không thấy chị Hồ Thị Cúc đâu. Đồng đội đã lập đàn làm lễ cầu hôn chị. Cúc ơi, đã 2 ngày nay đồng đội tìm em, em ở nơi mô sao không về tập hợp? Chính bạn đã quây quần đủ hết em ơi, em hãy về đi, đồng đội đang chờ em, đùa găm mà cơm úp. Đồng đội khóc tên em cạn khô dòng.
Cúc ơi, em mơ mơ, em mơ mơ. Cúc ơi, sao em mãi đi tìm đồng đội, hãy về đi tiểu đội thiếu mình em. A Trường Võ Thị Tần đã điểm danh, chỉ thiếu mình em, chỉ thiếu mình em. Chín bọ làm mười rắn được. Ôi mệt mà đau thương nuôi sống gào khóc thì em hỡi Cúc ơi, em mơ mô sông thả cày về đây cùng đồng đội dịp mơ. Trời đồng lộc đau thương mưa đổ ngút ngàn, đất đồng lộc mọc lên mười đóa hoa chính nữ. Người con gái trắng trong giữa ngã ba đồng lộc, quyết giữ cho tổ quốc quyết xin. Cô vị đỏ đưa cả là thứ Việt sợ, chừng kỳ vật tiếng liêng cùng những lời nhắn nhủ. Chỉ một con đường đứng rẻ trái sang, sắc thăm bồn mùa hoa đồng lộc, những bông hoa bất thường gửi ca màu sương vào trong lòng đất mẹ, cho những con đường mãi trẻ tuổi hai mươi. Dẫu bao nhiêu bọn anh không cần biết, chỉ sợ em đau, chỉ sợ em đau nên cúi chung tay. Về với bọn anh tầm sông ngàn khổ, anh bưởi sơn bằng cắt cỏ trăn trâu. Bài toàn hôm qua em còn chưa thuộc, gối con thiếu giờ cơm chiều chưa ăn, gối con thiếu giờ cơm chiều chưa ăn. Cúc ơi, em ở nơi mô. Cúc ơi, ở mô em hơi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là 10 cô gái thanh niên xung phong của chúng ta, họ đã để lại tấm thân, xương máu và cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc được độc lập, tự do. Xin được nghiêng ngẩn cúi đầu tưởng nhớ các chị.